thanh xuân giống như một cơn mưa rào mà ai cũng muốn ước mơ thêm một lần. Tuổi 22 chính là độ tuổi rực rỡ nhất của người phụ nữ. Đây là giai đoạn mà hầu hết chị em nào cũng muốn níu kéo. Hiểu được điều đó, Kem 22 Again đã được ra đời nhằm hiện thực hóa giấc mơ của phái đẹp. Vậy Kem 22 Again là gì? Kem chống lão hóa 22 Again có tốt không? Giá bao nhiêu? Mua ở đâu chính hãng? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé. 22 Again là thương hiệu kem chống lão hóa được sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến nhất của Hàn Quốc. Sản phẩm này vừa ra mắt đã gây được tiếng vang lớn tại thị trường châu Á. Sau khi làm mưa làm gió tại một số các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, hiện tại 22 Again đã có mặt tại Việt Nam và trở thành một trong những loại mỹ phẩm bán chạy nhất đầu năm 2019. Nhà máy 22 Again được xây dựng theo tiêu chuẩn CGMP của Bộ Y tế, tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm của KFDA, Hàn Quốc. Quy trình khép kín số 1 này đảm bảo duy trì hiệu quả và duy trì hoạt động sinh học của các tinh chất. Sau khi chiết xuất thành công, các tinh chất này được kết hợp với nhau dựa trên một công thức đặc biệt, đảm bảo hàm lượng, thành phần tự nhiên của kem 22 Again. Sữa ong chúa có tới 20 loại axit amin tự do. Có tới 20 loại axit amin tự do cung cấp nguyên liệu cho quá trình tái tạo collagen dưới tầng biểu bì. Từ đó giúp da tăng sự đàn hồi và săn chắc. Ngoài ra, sữa ong chúa còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, B1. Giúp giảm nếp nhăn, trị nám, quầng thâm, giữ ẩm, tái thiết lại các tế bào da, giúp da săn chắc và mịn màng hơn. Dầu hâu hâu bơ chứa nhiều vitamin E và B. Dầu vitamin E và B thấm sâu vào da và cung cấp một màng chắn giữ ẩm lâu dài. Tái sinh và phục hồi làn da bị tổn thương, ngăn cản quá trình oxy hóa, gây ức chế và loại bỏ các gốc tự do gây ra sự lão hóa. Dầu hạt nho tăng cường độ đàn hồi của da. Tăng cường độ đàn hồi của làn da, giúp đẩy lùi quá trình lão hóa như nhanh và rạn da ở nữ giới bằng cách tái tạo cấu trúc của các sợi collagen và elastin. Ngoài ra, dầu hạt nho còn giúp cân bằng lượng dầu trên da, dưỡng ẩm, giảm nếp nhăn, chảy xệ. Collagen thủy phân. Công nghệ thủy phân tạo ra các sợi collagen kích thước nhỏ hơn. Collagen thủy phân với kích thước nhỏ dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong da gấp 7 lần so với collagen thông thường, giúp da săn chắc, cải thiện độ đàn hồi và giảm nếp nhăn. Cách trẻ hóa, phục hồi làn da của 22 Again. Dưỡng ẩm cho da. Các thành phần hoạt tính thấm sâu vào bề mặt da, cấp và giữ ẩm gấp 100 lần so với các sản phẩm thông thường khác, giúp da luôn tươi mới và mịn màng. Nuôi dưỡng da. Cung cấp axit amin, collagen thủy phân, vitamin và vi chất dinh dưỡng, từ đó tái tạo protein cho tế bào, giúp da nhanh chóng phục hồi tổn thương. Thêm vào đó, xây dựng cấu trúc nền tảng của làn da khỏe mạnh, làm cho da sáng, mịn màng, săn chắc và trẻ trung hơn, bảo vệ và hồi phục. Tái tạo collagen và elastin để giúp giảm nếp nhăn và chảy xệ, ức chế và loại bỏ các sắc tố melanin để giúp làm sáng, loại bỏ các đốm nâu mờ, đốm đen. Các hoạt chất tạo lớp bảo vệ trên bề mặt làn da giúp giữ ẩm, tránh khỏi các tia UV và yếu tố nguy hiểm khác tấn công làn da. Kem chống lão hóa 22 Again. Tác dụng của kem 22 Again. Hoạt chất giúp bảo vệ trên bề mặt da, giúp giữ ẩm, tránh tia UV và các yếu tố nguy hiểm khác tấn công da. Điều trị các tổn thương sâu trong da, phục hồi tế bào da, kích thích sản xuất collagen và elastin giúp làm mờ vết nhanh và ngăn ngừa rạn da. Dưỡng trắng da, cung cấp độ ẩm và các dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của da, tái tạo, bổ sung và phục hồi collagen nhanh chóng, giảm tối đa khả năng hiển thị của các nếp nhăn, đường hành, vết chân chim, mang lại sự tươi mới, sáng mịn, rực rỡ và khỏe mạnh cho làn da. Cải thiện độ đàn hồi, săn chắc da, giúp lỗ chân lông se khít, bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, chăm sóc các liên kết da thêm bền vững, chống oxy hóa, ngăn ngừa và cải thiện đáng kể nếp nhăn, giúp căng và mịn da hơn, hạn chế các tác nhân bên ngoài vào da, làm chậm quá trình lão hóa da, cân bằng sắc tố da giúp da đều màu ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Ai nên dùng mỹ phẩm 22 Again? Tất cả những chị em phụ nữ có thù với thời gian, đã từng xinh đẹp nhưng thời gian trôi qua vùng da mặt trở nên nhanh nhèo, chảy xệ, nám. Bạn có thể sử dụng sản phẩm để khắc phục. Kể cả những bạn nữ dưới 25 tuổi vẫn có thể sử dụng như thường để ngăn ngừa việc lão hóa đến sớm. Các chị em công sở, văn phòng ngồi điều hòa máy lạnh cả ngày,
làn da sẽ trở nên khô, nẻ và nhanh lão hóa hơn bình thường cũng sẽ cần dùng đến kem 22 Again. Những người làm kinh doanh, thường xuyên đi ngoài, tiếp xúc với môi trường cũng có thể sử dụng. 22 Again bảo vệ da khá tốt dưới ánh nắng mặt trời đấy. Kể cả cánh mày râu, nếu muốn làm đẹp xóa nhanh, mờ thâm căng da mặt đều có thể sử dụng. Kem 22 Again có tác dụng phụ không? Như bạn đọc đã tìm hiểu công nghệ và nguyên liệu của kem 22 Again ở trên. Với công nghệ khép kín hiện đại, chiết xuất 100% tự nhiên nên sản phẩm hoàn toàn không gây kích ứng với mọi loại da. Hướng dẫn dùng kem 22 Again hiệu quả. Bước 1. Tẩy trang, rửa sạch bề mặt da, lau khô. Sau đó nhẹ nhàng thoa vừa đủ một lớp kem 22 Again và vỗ nhẹ vào làn da. Bước 2. Massage theo hình vòng tròn hướng từ dưới lên, tránh để vào mắt, thư giãn cơ mạch. Hướng massage mạch khoa học. Lưu ý, để đạt hiệu quả tối ưu nên dùng 1 ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Thông thường sau khi sử dụng tới tuần thứ 3 bạn sẽ bắt đầu thấy kết quả một cách rõ rệt. Tuy nhiên, để 22 Again phát huy hiệu quả nhất, bạn cũng cần kết hợp với chế độ ăn, ngủ, sinh hoạt điều độ, tăng cường các loại thực phẩm lành mạnh cho da. Tránh căng thẳng, lo âu,